Sau khi ngươi thấy tất cả công tác của Đức Chúa Trời, tận mắt thấy tự mình trải nghiệm công tác ấy, sẽ thật đáng tiếc nếu ngươi đi đến tận cùng nhưng lại không thể thực hiện phận sự được sao. Trong tương lai khi mà phúc âm được lan truyền, ngươi nên có thể sẽ chia hiểu biết của mình, chứng thực cho những gì ngươi thu được trong lòng, cố gắng hết sức để làm tốt nhất có thể. Đây là điều ngươi nên đạt được như một loài thọ tạo của Ngài. Nếu ngươi quyết tâm trở thành một chứng nhân của Đức Chúa Trời, vậy thì ngươi phải hiểu ngay ghê tâm điều gì và yêu thích gì. Ngươi phải biết tâm tình Đức Chúa Trời qua công tác của Ngài trên ngươi. Ngươi phải hiểu ý muốn của Ngài, Ngài đòi hỏi gì ở nhân loại để thực sự chứng thực về Đức Chúa Trời và thực hiện bổn phận của mình. Ý nghĩa của giai đoạn công tác này là gì? Và hiệu quả của công tác này là gì? Bao nhiêu trong số đó được thực hiện nơi con người? Và loài người nên làm gì trong công tác của Ngài? Khi các người có thể nói rõ về mọi công tác mà Đức Chúa Trời nhập thế đã làm, mọi công tác Ngài làm từ khi đến thế gian, thì chứng ngôn của các ngươi sẽ trọn vẹn. Đây là điều ngươi nên đạt được như một loài thọ tạo của Ngài. Nếu ngươi quyết tâm trở thành một chứng nhân của Đức Chúa Trời, vậy thì ngươi phải hiểu ngay ghê tâm điều gì và yêu thích gì. Ngươi phải biết tâm tình Đức Chúa Trời qua công tác của Ngài trên ngươi. Ngươi phải hiểu ý muốn của Ngài, Ngài đòi hỏi gì ở nhân loại để thực sự chứng thực về Đức Chúa Trời và thực hiện bổn phận của mình. Khi ngươi có thể nói rõ về năm điều này, nội dung và ý nghĩa công tác của Đức Chúa Trời, thực chất và các nguyên tắc của công tác này, cùng những tâm tính Đức Chúa Trời thể hiện qua đó, thì điều này chứng tỏ hiện ngươi đã có khả năng thực sự đứng ra làm chứng cho Đức Chúa Trời, và ngươi thực sự đã có hiểu biết những đòi hỏi của Ngài với các ngươi không cao, và những ai thực sự mưu cầu đều có thể đạt được. Nếu ngươi quyết tâm trở thành một chứng nhân của Đức Chúa Trời, vậy thì ngươi phải hiểu ngay ghê tâm điều gì và yêu thích gì. Ngươi phải biết tâm tình Đức Chúa Trời qua công tác của Ngài trên ngươi. Ngươi phải hiểu ý muốn của Ngài, Ngài đòi hỏi gì ở nhân loại để thực sự chứng thực về Đức Chúa Trời và thực hiện bổn phận của Ngài.